giống như tốc độ đang là vũ khí lợi thế rõ ràng nhất của Bakonaj, khi anh không chỉ có những tình huống thoái lui mà còn khiến Đinh Hồng Quân rất vất vả mới tìm được một cú đấm chính xác. Nhử jab và bất ngờ áp sát, và bây giờ là vị trí góc đài ưa thích của Đinh Hồng Quân. IBF Asia Lightweight Champion introducing Hong Jin Kwan. Nhìn ra được phương án để có thể tiếp cận và tấn công vào điểm yếu của đối phương. Vừa rồi thêm một tình huống tay sau chuẩn xác của Đinh Hồng Quân. Rõ ràng với chiều cao tốt hơn thì những đòn đấm cắm sâu xuống vị trí hàm của Bakonaj sẽ giúp Đinh Hồng Quân có được rất nhiều lợi thế. Đấm thẳng tay sau cực kỳ chớp nhoáng. Một đòn tay sau chuẩn xác của Đinh. Chúng ta tới với đấu thứ hai, màn so tài giữa Đinh Hồng Quân và Agnel Bakonaj. Rõ ràng Bakonaj đã cho thấy mình là một đối thủ xứng tầm đối với Đinh Hồng Quân, và anh đã gây ra rất nhiều khó khăn cho võ sĩ của Việt Nam với những đòn đánh thẳng, những cú chắp, những cú tay sau đầy sức nặng. Dù với chỉ là hiệp 2 của một cuộc đối đầu kéo dài 12 hiệp, nhưng dường như cả Đinh Hồng Quân và Bakonaj đều không muốn thăm dò quá nhiều. Cực kỳ khó đoán của Bakonaj khiến Hồng Quân gần như không thể lựa chọn được một pha ra đòn hợp lý. Ưu thế về mặt thể hình thì Hồng Quân cần phải cố gắng nhiều hơn, hạn chế việc để cho đối phương áp sát. Có những phát ngôn khiêu khích đối thủ cho rằng cả hai đều có 2 tháng để biết thông tin về trận đấu và cắt cân. Nhưng lần này Bakonaj tuyên bố thẳng thừng rằng anh sẵn sàng chấp cân đối thủ và nhắm tới việc không cần tới bảng điểm của các giám định và đi hết 12 hiệp đấu để kết thúc trận đấu này. Đừng từ nói đến việc thực hiện của anh rất xa. Đó là cú đánh tốt, một cú đấm rất chính xác của Bakonaj. Dường như tốc độ đang là vũ khí lợi thế rõ ràng nhất của Bakonaj, khi anh không chỉ có những tình huống thoái lui mà còn khiến Đinh Hồng Quân rất vất vả mới tìm được một cú đấm chính xác. Một lời mời gọi đến từ Anil Bakonaj, khi mà Quân dù đã áp sát rồi nhưng cũng không có một cú đấm nào thực sự khiến Bakonaj choáng váng. Vấn đề với Đinh, võ sĩ này bị đột quỵ, huấn luyện của anh đã quyết định dừng cắt nước đối với Đinh Hồng Quân. Rõ ràng trải qua một quá trình thực sự thì phương pháp cắt nước, và vừa rồi là một combo đáng chú ý đầu tiên của Đinh Hồng Quân trong hiệp 2. Combo ở những giây cuối cùng đẩy Bakonaj về phía góc đài. Dù vậy thì Đinh Hồng Quân đã có cú uppercut chuẩn xác đầu tiên, và bây giờ là cú đấm thẳng tay phải. Một pha ép đài của Đinh Hồng Quân. Tiếp tục là một combo nhanh đến từ Đinh Hồng Quân. Sức nặng của những cú đấm đang là vấn đề. Đó là một cú móc rất nặng của Bakonaj bằng tay trái. Và với Đinh Hồng Quân thì chắc chắn anh sẽ không muốn trận đấu này kéo dài, bởi vì vấn đề thể lực sẽ là điều khiến cho võ sĩ của Việt Nam gặp bất lợi trước tay đấm của Philippines. Mặc dù đã trải qua một trận đấu 12 hiệp trước đó với Chu Victoriano, nhưng chắc chắn Đinh Hồng Quân sẽ không muốn điều này lặp lại khi anh đã phải trải qua quá trình cắt cân rất vất vả. Một đòn tay sau chuẩn xác phá vỡ thế thủ của Đinh Hồng Quân. Bởi khi mà anh càng đấm trượt thì anh sẽ càng mất thể lực nhiều hơn. Và đó là một tình huống lựa chọn thời điểm vô cùng hợp lý của Đinh Hồng Quân. Anh đã tìm được một không gian tốt khi đối thủ ra đòn để tung ra một cú móc bằng tay phải chính xác. Đinh Hồng Quân đang lựa chọn cách nhử jab và bất ngờ áp sát. Và bây giờ là vị trí góc đài ưa thích của Đinh Hồng Quân. Vị trí đẩy đối thủ tựa vào dây đài. Nhưng Bakonaj cũng đã rất biết cách để có thể... Những tình huống như vừa rồi sẽ rất nguy hiểm khi bước vào những hiệp đấu giữa. Một đòn móc nhưng Bakonaj đã lắc đầu từ chối. Vừa rồi có lẽ là một tình huống trượt chân của Đinh Hồng Quân. Bản thân vẫn là những phong cách, những cú ra đòn rất quen thuộc.
Và đó là điều mà Đinh Hồng Quân đang phần nào bắt bài được đối thủ. Đây là điều đã từng xảy ra trong rất nhiều trận tranh tài ở các cấp độ khác nhau của làng boxing chuyên nghiệp. Nhưng phải nói vào lúc này thì Đinh Hồng Quân vẫn đang cho thấy được sự tỉnh táo của mình và anh vừa có một động tác khiêu khích đối thủ. Đinh Hồng Quân hiểu rằng bản thân sở hữu cú đấm có lực đánh tốt hơn đối thủ là chưa đủ khi mà Bakonage vẫn đang rất khéo léo để né tránh. Liên tiếp là một cú uppercut tay trái và một đòn thẳng tay phải từ Đinh Hồng Quân. Nhưng có vẻ như đang là một sự chủ động phòng thủ tới từ Đinh Hồng Quân. Và đó là liên tiếp những cú đấm vòng tốt, những cú hook chính xác của Đinh Hồng Quân. Trận đấu thế rất giằng co. Hai tình huống tung đòn và trả đòn nhưng không chính xác tới từ Đinh Hồng Quân và Ane Bakonage. Như vậy là hiệp đấu thứ 6 đã kết thúc. Cả Quân và Bakonage đều để tay tương đối thấp. Dường như tất cả cả hai đều đang sẵn sàng cho một cú power shot thì Quân đang đứng thế sao po và cú tay trái vào bụng chính xác của Đinh Hồng Quân. Và bây giờ anh đã chuyển sang orthodox với chân trái lên trước. Một sự thay đổi khá thú vị nhưng và hiệu quả của Đinh Hồng Quân. Và nói rằng Đinh Hồng Quân đang cho thấy được độ quái của mình. Có thể anh đang phòng thủ nhưng đây chính là sự chủ động của Quân. Thì anh sẽ lựa chọn thời điểm để có thể phản đòn khi mà đối phương sơ hở. Và giờ là lúc Bakonage lựa chọn áp sát để đòi lại số điểm đã mất. Một đòn tay sau chính xác của Bakonage rất nhanh. Rõ ràng là gần một tháng tập luyện với Naoya Inoue của Bakonage không bỏ phí. Thì anh có khả năng đối công rất tốt vào thời điểm hiện tại và những cú body shot của Bakonage dường như đã phát huy được tác dụng. Một đòn móc trái chính xác của Đinh Hồng Quân. Trận đấu đang rất nóng. Bakonage đã phải phòng thủ rất chặt phần bụng của mình rồi. Anh đang chờ đợi một tình huống power shot. Quân đang chủ động dựa vào góc võ đài. Có vẻ như những tình huống body shot của Bakonage đã phần nào đó khiến cho Đinh Hồng Quân đang bị tổn thương. Và hiệp 8 đang giúp Đinh Hồng Quân có được thể lực tích lũy cho hiệp đấu cuối này. Nhưng Bakonage đang có những tình huống móc rất nặng. Rất tốt, một cú uppercut sẽ hoàn hảo hơn nếu đó là một cú thẳng phải chính xác, nhưng như vậy đã đủ. Hồng Quân đang có động tác khiêu khích đối thủ nhưng anh cần phải hết sức cẩn trọng. Tất cả những gì người ta chờ đợi đều đã xuất hiện trong trận đấu này. Từ lo lắng rồi tới vỡ òa và bây giờ là niềm tin vào Đinh Hồng Quân với cách mà anh đang thể hiện trước Anel Bakonage. Bây giờ là ham muốn kết thúc trận đấu của Bakonage với sự chào đón của Đinh Hồng Quân. Những tiếng cổ vũ từ góc, từ hàng ghế khán giả đang tiếp thêm sức mạnh cho Đinh Hồng Quân. Và rồi là hai cú uppercut rất hay của Đinh Hồng Quân khi mà Bakonage quá mải mê tấn công. Bây giờ Bakonage buộc phải áp sát, buộc phải tung đòn. Anh không có lựa chọn nào khác khi mà chúng ta đều có cảm nhận về sự thua thiệt về mặt điểm số dành cho Bakonage. Những nỗ lực cố gắng cuối cùng. Một cú đấm chính xác của Anel Bakonage. Và trận đấu kết thúc. Không có knock out trong cả 12 hiệp và giờ thì chiếc đại vô địch sẽ được định đoạt nhờ điểm số từ các giám định. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. From Vietnam, Hồng!